Ngày 1 tháng 11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá một tháng về mở đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu vụ vụ, triển khai quy định của luật cư trú năm hành 20 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ, triển khai cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sau một tháng thực hiện kế hoạch số 6674 về cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước công dân, đến nay đã có 63 trên 63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện, tỷ lệ dịch vụ công cư trú đã làm trên 3.315.500 hồ sơ trực tuyến, trên 6.856.500 hồ sơ trực tiếp đạt tỷ lệ 32,6%. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 đã triển khai kết nối chính thức đối với 12 bộ ngành, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp viễn thông 15 địa phương. Năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này. Bộ Công an ghi nhận biểu dương công an các địa phương đã nỗ lực cố gắng đưa ra những cách làm hay, các giải pháp đột phá trong triển khai đề án 06 cấp căn cước công dân định danh điện tử phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ pháo đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao